Chào bạn, chúng ta tiếp tục với lớp 5 của môn cơ sở dữ liệu. Thì lớp 5 thì ta học cái phần truy vấn dữ liệu nhé. Thì trước khi truy vấn dữ liệu thì bạn cần đầu tiên là ta khởi động cơ sở dữ liệu trước. Có các bước này, nhất là lớp 5 này là truy vấn dữ liệu. Bước 1 này là khởi động SAM nhé. Thế thì cách khởi động thì bạn biết rồi. Từ những lab trước bạn biết rồi. Ta vào cái phần ổ C này. Ta vào C. C nhé. SAM. Và chúng ta mở cái SAM control này không? Thì ở trong này chứ của mình thì nó hơi khác. Mình vào application này. SAM này, mở đây lên nhé. Sau đó ta bật hai cái dịch vụ lên, đúng nhé. Bật hai dịch vụ lên, MySQL Database và Apache nhé. Hai cái dòng đầu tiên ở trong máy Windows. Sau đó thì ta kiểm tra xem khởi động thành công chưa. Bằng cách ta gõ này, kiểm tra khởi động này. Cách gõ logout, kem vào đây gõ ở trên này logout, enter. Bây giờ hiển thị như này là ok nhé. Ta vào phần PHP MyAdmin. Ok. Tiếp theo này, ta tiến hành tạo một cơ sở dữ liệu mới. Bước 3. Tạo cơ sở dữ liệu mới nhé. Ví dụ bạn tạo cơ sở dữ liệu, bạn chọn database này. Tên nhé. Cơ sở dữ liệu mới. Đấy. Chọn Unicode nhé, CI đi. Rồi, create. Ok, sau đó ta chọn cái cơ sở dữ liệu mới này. Ta import dữ liệu nhé. Import dữ liệu. Bước 4 là download nhá. Và import dữ liệu. Như để download bạn vào cái trang này nhé. Download YouTube này, download free.com, viết liền nhé. Đây bạn gõ ở đây YouTube download đây free.com nhé, enter. Các bạn tìm cái link download này. Download này. Quận dưới là cơ sở dữ liệu tài nguyên này, download cái này về. Nhá. Sau khi download về ta có một cái file. Một cái file kiểu như thế này. Không phải kiểu mà file đúng hết luôn. Đúng hết cái file này. Tên là DB SQL nhá. Bây giờ import này. Các bạn nhìn đây. Ta chọn import này. Import dữ liệu. Đúng không? Ok, ta kéo cái file, kéo thả cái file này vào đây. File này. Đây. Ok. Sau đó ta chọn go. Đây, file import đây. Hoặc này cho nhanh này, choose file. Đúng không? Làm lại nhé. Cho nó chọn cơ sở dữ liệu mới đấy, cho nó chọn phần import. À đây vào rồi đấy, nó vào rồi đấy, vào chưa, xóa lại nhé, làm lại. Muốn xóa thì ta chọn này, chọn drop,
Đây, cơ sở liệu mới đây. Rồi, đưa đó. Đưa đó một bảng này. Đưa đó hai bảng. Ok, đây cơ sở liệu rộng không có gì cả đúng không? Vậy ta chọn import này. Ok, ta chọn một cái file SQL. Đây. Vào đây. Block 2 com 201 vào phần DB này. Cái file mà bạn vừa đào về nhé. Đó, các bạn chọn in go. Nó sẽ import toàn bộ cái database vào. Ok. Cái database đấy đây nhá. Mình đã import rồi. Thì còn cái cấu trúc của cái database đấy nó khá là đơn giản. Đây. Nó chỉ là import dữ liệu thôi. Tạo một cái bảng thôi. Đây, tạo bảng customer này, tạo bảng address này, tạo bảng order này, tạo bảng order item này, tạo bảng product này, tạo bảng category này, admin này, và ta tiến hành ta import vào. Ok, ví dụ thế. Thì sau khi ta import vào, thì ta đã có một cái bảng dữ liệu như thế này, chưa? Bây giờ ta thực hiện bài lắp năm. Ta có cơ sở dữ liệu này, ta thực hiện bài lắp năm này. Lắp năm ở đây ta có hiển thị tất cả các thông tin có trong bảng khách hàng bao gồm tất cả các cột. Thì câu lệnh đấy là gì? Select sao from đúng không? Bảng khách hàng. Như vậy các bạn mở đây. Bạn muốn lấy dữ liệu bảng khách hàng đúng không? Là bảng gì đây? Customer đúng không? Ta sẽ click vào select sao from. Đây. Đây, thế nào? Select này. Sao này. From customer. Ok. Đấy, đây là câu lệnh ứng với câu số A, câu A nhé. Câu lệnh ứng với câu A. Câu A. Rồi. Thế để chạy câu lệnh này thì ta làm thế nào? Ta chọn là đây. Bạn sẽ thấy đây là tất cả những cái kết quả trả về. Phần này đi nhỉ. Như vậy câu A của ta là select sao from nhé. Rồi, câu A để chúng ta select. Select này. Sao này. From này. Tên của database là customer nhé. Tên của cái số liệu. Rồi ok. Đấy là xong câu A. Câu B. Hiển thị 10 khách hàng đầu tiên. Thì ta có select gì? Top 10. Đúng không? Top. From customer limit hoặc là bạn được select sao from limit 10 đấy thì nó sẽ lấy về 10 dòng nhé. Như vậy câu lệnh thứ hai là select sao from nhé. Nhưng mà from customer nhưng mà ghi là limit 10 dòng. Như vậy nó lấy về gì? 10 dòng. Đấy là câu gì? Câu B.
Không C, hiển thị thông tin từ bảng sản phẩm. À, bao gồm các cột mã khách hàng, họ tên, email, số điện thoại. Thì bạn có thể lấy, không lấy sao nữa, mà như vậy là như này. Mã khách hàng. Đây. Giả sử bạn muốn lấy trường nào thì ta ví dụ customer ID này. Customer ID nha. Customer name chẳng hạn. First name. Ví dụ thế. Tức là ta lấy customer ID. Customer này. Chấm customer ID, customer.customer name, ví dụ thế. Ta chọn gì? Và from customer limit 10. Đấy, câu B là như thế nhé. Thì khi chạy kết quả sẽ như thế này. Không giao nhà nào. Customer chưa có. Có chưa? Có rồi đúng không? ID này. Email nhé. Customer ID và email address nhé. Tao có select. Rồi. Customer ID. Chấm customer ID. Đúng không? Customer. Chấm email address. Yeah. Limit 10. Yeah. Ra ra này. Thế thì nhỉ? Đấy là cái câu số 2. Như này. Lấy trường về trường customer ID, lấy trường email đó nữa, from nhá. Giới hạn là 10 dòng. Thứ ba, hiển thị thông tin từ bảng sản phẩm gồm cột mã tên sản phẩm với số, với tổng tiền tồn kho là đơn giá nhân số lượng nhỉ. Như vậy ta sẽ lấy một cái bảng. Tóm lại là sẽ có phép nhân nhá. Ta sẽ lấy như thế này, bảng nào đi, bảng order đi, order này, có chưa, thuế này, ship này, order detail, order item đi. Đây, như vậy ta sẽ có là order item price, giảm giá là thằng kia đúng không? Quantity là 1. Như vậy ta sẽ có số lượng nhân đơn giá nhé. Thì ra thành tiền đúng không? Ta sẽ lấy cái cột này nhé. Bây giờ ta sẽ lấy này. Giả sử ta lấy order ID. Ta lấy cái gì lấy? Ta kích thử này. SQL này. Đúng không? Chúng to ra. Ta sẽ lấy này. Trường. Select sao from. Đúng chưa? Item. Ta lấy order item này. Ok. Chấm gì? Chấm product ID. Ok, đã lấy trường thứ nhất, trường thứ hai này. Là ta lấy cái số lượng nhân với giá, đúng không nhỉ? Ta sẽ có quantity nhân gì đây? Đơn giá. Là item price. Đúng không? Đổi thành cột là gì? Thành tiền. Nhá. Chạy đi. Nhá. Lấy cột product ID này. Lấy cột số lượng nhân cột gì? Đơn giá và đổi thành cột thành tiền. From gì? From order item. Cái này bạn có thể where, không có where thì thôi. Rồi. Đấy, đánh ra này. Cột thành tiền này. Nhá. Ok. Như vậy là xong cái câu số 3. Câu số 4 là hiển thị danh sách khách hàng có tên bắt đầu bởi ký tự H. Thì bạn xem là ký tự H này, trong đó có cột họ tên, họ và tên web với hai cột họ và tên lot. Như bạn xem đây, bây giờ bắt đầu này, bảng customer đi, đúng không, SQL này, cái select này, các bạn ta làm gì, bắt đầu với ký tự H. Như vậy ta sẽ có này, where
Quê này. À, phút đêm. Phút đêm. Đúng không? Quê phút đêm. Like. Bắt đầu với ký tự H. Như vậy chúng ta sẽ có H phần trăm. Ok. Đấy. Được chưa? Rồi. Hình như không ai có ký tự H à? Hãy xem lại. Bắt đầu là ký tự nào? Customer này. Customer name bắt đầu ký tự là A đi nhé. Rồi ok. Bắt đầu ký tự A. A nhé. Và ta sẽ chạy đoạn này. Như vậy nó ra một cái đây. Ra cái ông này. Có cái tự A đầu tiên, Alan nhỉ. Rồi. Tiếp theo nó có cột gì nữa các bạn? Nó ghép cột gì thành cột gì đấy nhỉ? Nó ghép cái cột họ tên thành cột họ và tên, sẽ ghép từ hai từ họ tên lót và tên. Như vậy chúng ta sẽ có first name, last name thành họ tên nhé. Ta sẽ quay đây. Ta sẽ có phải này. First name concat 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 của cái first name. Và last name. S là gì? Họ và tên. Đổi tên thì trường họ và tên đúng không? Đấy. Đấy thì chúng ta sẽ chạy cái đoạn này. Không cho sử dụng con két à? Không phải không cho mà chúng ta phải lấy cái con két từ đây. Cần giữ x. Ví dụ đây, select concat, first name, last name, s họ tên, from, customer, where. Như đây, cái chạy, thì nó sẽ ra, chúng ta đây, đúng không? Đây này, họ và tên là Alan, Sigurd này, yeah. Sigurd. Chúng ta có thể nối một cái chuỗi nữa, ví dụ như bạn, concat này, bạn nối thêm một cái trường nữa, trường này. Thế này. Ok. Sẽ thử thế nào. Lập tức ta sẽ có là Alan phải đúng chưa? So what? Đấy. Như vậy là ta ghép hai trường vào thành một trường đúng chưa? Được chưa? Dừng cái gì? Con két nhé. Rồi, như vậy đã xong cái câu số 4. Câu số 5 là hiển thị các thông tin cột của khách hàng có chứa địa chỉ chuỗi Đà Nẵng. Như vậy ta sẽ có địa chỉ, lấy cái này địa chỉ đúng không, thì ta sẽ chọn lại địa chỉ này, customer này, chọn SQL này, địa chỉ ta lấy address đúng chưa, select address hay là select sao đi. From where, where là lấy địa chỉ address đúng không? Chứa Đà Nẵng nha, like Đà Nẵng thì chúng ta sẽ có này phần trăm, phần trăm nha, chữ A đi, Đà đi, như thế, còn lại phần trăm, đấy như thế, thì nó sẽ tìm tất cả những cái địa chỉ có cái từ DA. Đấy, chúng ta chạy thử này. Không có đúng không? Vì chúng ta bây giờ xem lại cái phần customer này. Chúng ta xem địa chỉ đâu, address đâu. Address nó không có, email address không có. Ta địa chỉ email đi, có chứa chữ SH đi nhé. Email address có chứa SH đi. Như vậy ta sẽ có, không phải là billing address
mà là ta có gì đây, email address nhỉ, chứa gì sh ctrl c. Như vậy lấy tất cả các trường từ bảng customer, điều kiện là email address có chứa từ gì sh để chạy. Như vậy ta sẽ ra được một cái dòng dòng này đúng không, đó là xong câu số. Câu E, câu F này, hiển thị sản phẩm có số lượng nằm trong khoảng từ 100 đến 500. Như vậy bạn xem cái bảng sản phẩm này. Customer. Bảng sản phẩm là product. Đây. Discount nó không có gì. Bạn xem cái order đi. Order không đúng, không có. Order item đây. Đây, toàn quantity 1 đúng không? Như vậy ta sẽ lấy cái bảng này. SQL này, đúng chưa? Where? Where? Thì cái quantity đúng không? Between n, đúng không? Between 1, n 100 chẳng hạn, đúng không? Như vậy lấy toàn bộ cái dữ liệu của bảng order item với điều kiện là quantity nằm từ 1 đến 100 nhé. Đấy, mình chạy đi. Đúng. Thì nó hiển thị tất cả những cái này. Đúng. Rồi. Như vậy câu câu này xong rồi. Hiển thị danh sách, câu G là hiển thị danh sách các hóa đơn có trạng thái là chưa thanh toán vào ngày mua hàng trong năm 2016. Đâu trạng thái này, hóa đơn này, order đi, mình cái câu G này không làm được, tại mình không có cái trạng thái đó. Hiển thị các hóa đơn có mã khách hàng thuộc một trong ba mã sau: KH01, KH03 và KH06. Thì người ta xem cái mã khách hàng. Vậy khách hàng đâu? Customer. Ta có mã khách hàng là Customer ID là 123 đúng không? Như vậy. Where là Customer ID. Yeah. In đi, 1 hoặc 2 hoặc 3 xem được nhé. Đấy, lên ra này nhé. Như vậy ok, như vậy ta đã làm xong hết những cái bài cái bài tập vừa rồi đúng không? Và tiếp theo, hiển thị số lượng khách hàng có trong bảng khách hàng sẽ được cao, cao sao? Đây, số lượng khách hàng đây, đúng không? Bây giờ ta có select cao, cao sao là số lượng nhé. Đấy, có 3 khách hàng đúng không? Hiển thị đơn giá lớn nhất trong sản phẩm. Như vậy bạn xem đơn giá là phần đơn giá order item, item price đúng không? Item price. Rồi chọn này, SQL này. Đúng không? Mark này của item price. Nhá. Yeah. Đấy,
mắc của nó là 699. Rồi, ok, hiển thị số lượng sản phẩm, đây là giá trị lớn nhất đúng không? Hiển thị số lượng sản phẩm thấp nhất trong bảng sản phẩm, gọi là min đúng không? Thấp nhất trong bảng sản phẩm. Đây là cái giá thấp nhất đấy. Như vậy ta có cái bảng product. Giá thấp nhất, đây có giá. List price, chọn list price này, thấp nhất. Như vậy ta chọn cái min đúng không? Min list price. Và ngoặc ra, chúng ta kích list, kích đúp vào list price này. Đấy. Ok. Thấp nhất là 299. Hiển thị tổng tất cả số lượng sản phẩm của trong bảng sản phẩm. Tổng tất cả số lượng sản phẩm, như vậy ta lấy sum. Sum. Bảng sản phẩm này, product này. Đúng không? Để ta chọn SQL. Ta ghi sums. Sum. Sum của trường nào? Trường số lượng. Bảng này không có số lượng. Thôi ta lấy bảng khác, bảng order đi. Đây là order item đi. Thì ta lấy cái trường gì? Quantity nhỉ? Sum quantity. Đây. Quantity là tổng số lượng này, đúng không? Quantity là tổng số lượng. Rồi, tiếp tục. Tổng số lượng là 4. Thì sao rồi? Rồi, ok. Cái trạng thái chưa thanh toán này là chưa làm được. Bởi vì trong cái bảng dữ liệu này nó không có cái đó. Có cái ngày thì người ta không xử lý được. Giữ cái này đi. Đây. Đây. Để nhá. Biết này. Lỗi à?
Đết đi, đết đi. Của cái trường này đi. Đấy. Như vậy nó sẽ có một cái ngày này. Như vậy ta sẽ dùng như sau. Ví dụ hai đây cái này đúng không? Giờ ta sẽ dùng như này. Hoặc là bảng order. Order theo ngày tháng đúng không? Ta sẽ ghi là SQL này. Select cái này của em. Cái date của cái order date, ship date này. Và bằng đấy. Hai không mười sáu một thì ra cái thằng này đúng không? Đấy. Như vậy rõ ràng là ta order theo ngày này, select sao from order where date của trường ship viết bằng thế này thì nó ra này như này. Rồi, đó là cái câu số mấy đấy? Câu này đúng không? Hiển thị mã hóa đơn. Nào, tiếp theo. Cái ngày tháng này. Đó, được rồi. Thế là chính xác rồi, đúng không? Đây. Hoặc là bit chuyên em. Chẳng hạn như bạn có thể ghi này. Không phải bằng, mà bit chuyên. Bit chuyên từ ngày này đúng không? Đến ngày. Em. 2020 đi. Nhá. Đấy. Thì cũng được. Đấy. Nó sẽ ra được tức là nằm trong từ tháng 10 cho đến tháng 10 năm 2020, 10 năm đúng không? Câu lệnh này nhá. Đây là câu lệnh xử lý ngày tháng. Tiếp theo này. Câu F hiển thị mã hóa đơn và số loại sản phẩm được mua trong từng hóa đơn. Thì ta lấy hóa đơn chi tiết, mã hóa đơn và số loại sản phẩm được mua trong từng hóa đơn. Như vậy bạn sẽ dùng cái này. Đây. Vậy ta sẽ có order hai từ nhé. Order ID. Và trong cái mã hóa đơn và số loại sản phẩm được mua trong từng hóa đơn. Số loại sản phẩm. Ok, như vậy bạn xem đây. Tóm lại là mã hóa đơn và loại sản phẩm đúng không? Như vậy mã hóa đơn. Mã hóa đơn là order ID này, cái loại sản phẩm ở đâu? Loại sản phẩm. Đây có sản phẩm không? Customer ID nhưng lại không có cạc tai này. Thôi lấy về cái sản phẩm nhé, lấy cái bảng này và lấy sản phẩm này. Như vậy ta sẽ xem cái phần category ID. Như vậy nó phải qua cái product ID đúng không? Rồi xem là order có product ID không? Không có product ID. Như vậy ta xem phần order item có product ID không? Có product ID nhé. Như vậy product ID bằng 2. Như vậy ta sẽ lấy cái này. Đấy đây, em nhìn này. Lấy order item. Mã hóa đơn là item ID đúng không? Và một cái trường khác. Đây, cái này. Ta lấy mã hóa đơn này. Đã, item ID đúng không?
item id, chính là cái này đây, item id phẩy, đúng không? Trường thứ hai là trường trường rồi, ok. Trường thứ hai này. Select item from, đúng chưa? Rồi sao lại select một cái trường nữa? Nó có inner join, cái này nó phải dùng join. Nào sẽ join thế nào được? Rồi, bây giờ ta sẽ dùng order item này là chữ O nhá. Phải này. Inner join. Rồi, ok. Với cái bảng là tên là bảng mình cần join bảng product nhỉ? Pro product. Đây là bảng P nhá. Inner join. P rồi. On. Đúng không? On điều kiện này thì ta sẽ có order item chấm product id, order item này chấm product id này, đúng chưa? Sẽ nhận giá trị bằng product chấm product id. Ok. Đấy. Cứ bình tĩnh, ta copy cái này đã, để chạy thử này. Đấy là ra đây này. Với order item đúng không? Ta copy paste lại. Ok. Nhưng ta lấy thêm một cái trường nữa. Ở đây ta lấy này. Ta lấy một là ta có o chấm order item id đúng không? Sau ta lấy p chấm một cái category id nha. From. Rồi. Chạy thử. Đấy, như vậy ta thấy được lấy được cả category. Đúng chưa? Mã hóa đơn này, category id đúng yêu cầu chưa? Lấy mã hóa đơn và số loại sản phẩm được mua trên tờ hóa đơn thì có phải là rõ ràng là em lấy được, em lấy được cái đây là gì? Mã hóa đơn là gì? Số loại sản phẩm đây nhé. Category id. Đây chính là câu lệnh của nó đây. Chúng ta sẽ dùng inner join nhé. Rồi, xong rồi. Hiển thị mã hóa đơn và số loại sản phẩm được mua từ hóa đơn, yêu cầu chi tiết hàng nào có loại sản phẩm được mua lớn 5. Thế này where đúng không? Where. Đây chắc không đúng rồi. Chỉ hiển thị hàng nào có số loại sản phẩm được mua lớn hơn 5. Như vậy bạn sẽ thêm một điều kiện where vào đây. Copy này. Đúng không? Đúng không? From này. Where. Của order item chấm chấm item price. Đây là chấm quantity. Where. O chấm quantity mà lớn hơn 5 đúng không? Nhưng chắc là không ra đâu, nếu như thế này không ra lớn hơn 5. Ok. Thì đây như là câu lệnh của nó này. Tất nhiên là lớn hơn 5 thì sẽ không ra, bởi vì trong cái của ta là không có thằng nào lớn hơn 5 hết. Đúng không? Nhưng đấy nó vẫn là một cái câu lệnh đúng không nhỉ? Ok. Rồi cuối cùng. Sau một câu cuối cùng nữa. Hiển thị thông tin bảng hóa đơn của các cột mã hóa đơn sắp xếp theo thứ tự giảm dần của ngày mua hàng. Như vậy ta sẽ có câu lệnh như này. Bạn chọn order này, select sau vào đúng chưa? Rồi, chúng ta vô. Tạo không có o. Where nhưng order by. Order. Order. By. Order by. Nhá. Yeah.
trường ở này, ví dụ như ship đấy, yeah. ASC đấy, ASC order theo ngày đấy, đúng không? Đấy. Còn nếu mà theo thứ tự ngược lại thì các bạn có thể ghi là DESC đúng không? Thứ tự ngược lại ta có DESC nhé. Nhiều. Rồi, ok, nên ra được cái kết quả như này. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái bài tập lát 5 nhé, với rất nhiều câu truy vấn. Rồi, xong.